Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả. Đây là video mới nhất của Hoàng Sáng TV. Và tiếp tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất liên quan đến Cô Biển. Và ngày hôm nay em vừa nhận được một thông tin từ điệp viên 006 của em. Đó là có gửi về. Là điệp viên của em có nói rằng là cái lý do bà bí ẩn đấy, bà thiếu đến 200-300 triệu. Nên là bà mới bảo gia đình anh Vũ ấy là lên ký hợp đồng gấp để gia hạn luật sư và tiếp tục đưa cho bà bí ẩn thêm 300 triệu để lo cái số tiền năm 2024. Đó, thì cái lý do vì sao bà bí ẩn bà lại cần tiền đến như vậy, bởi vì sao? Bởi vì là cuối năm rồi, bà không có tiền thanh toán cho nhân viên, không có tiền thưởng Tết. Mà bây giờ cái số tiền 4-5 tỷ mà đã chuyển khoản trước á, đã lo quật mộ mà không quật mộ đó, lấy cái tiền đó chi trả rồi. Bởi vì sao? Năm nay nghe đâu là làm ăn là thua lỗ, tiền nhân viên đâu có trả đâu. Thế là bắt đầu mới lừa gạt được cái vụ này là hai vợ chồng xong kiếm hợp bích, đâu lừa được 4 tỷ 530 triệu, lấy tiền đó về trả nhân viên. Mà hơi đâu là nghe còn thiếu. Đó, nên là bây giờ phải lừa tiếp 200 triệu nữa. Em nói tất cả mọi người rằng là khi mà anh Vũ gọi điện cho bà này, bà chửi xối xả. Tao bảo mày đem cái hợp đồng này cho tao, mày ký hợp đồng vô. Hay mà ký hợp đồng quý vị biết rồi, ký hợp đồng là phải có chuyển tiền. Thấy không? Bà nói là mày còn muốn cho tao mà lo cho vụ việc nhà mày nữa không? Bà bảo có, mà có thì phải có tiền. Đúng không? Đời nào mà em nói tất cả mọi người là bà biết ở bà làm không? Em nói tất cả mọi người như vậy. Vậy chứ tại sao tao hỏi mày là mày đi suốt xe, mày lấy đồ để đặt, mày biết là mày con cháu. Mày con cháu gì mày thấy gì mày ông nội tao chứ mày con cháu gì? Mày ông nội tao mày con cháu gì? Mày lấy hồ sơ về hồ sơ hợp đồng luật sư. Em hỏi tất cả mọi người hợp đồng luật sư ở đâu ra? Mà trong khi đó bà này bà trắng trợn mà muốn lấy thêm 200-300 triệu nữa của anh Vũ. Bởi vì không có luật sư nào làm việc bằng mõm hết á. Bà bí ẩn bà nói là rõ ràng cái đêm hôm đó mày vô phòng ngủ tao mày ký. Ủa? Thế hóa ra là cái ông luật sư đó đó là nằm trong phòng của bà bí ẩn. Quý vị ạ? Bởi vì chỉ có cái ông luật sư đó nó nằm trong phòng ngủ của bà bí ẩn thì anh Vũ mới ký trong phòng luật sư được, chứ mới ký trong phòng được. Chứ em nói tất cả mọi người có ông luật sư nào mà đi ký hợp đồng trong phòng ngủ bà bí ẩn không? Hả quý vị? Có cái người luật sư nào mà đi ký hợp đồng trong phòng ngủ không? Hay là cái ông luật sư đó là bồ của bà bí ẩn? Đúng không? Thì mới ký trong phòng ngủ. Bởi vì bà bí ẩn có nói rồi, cái hôm đó là mày ký cái hồ sơ trong phòng ngủ nhà tao thì chứng tỏ là cái ông luật sư đó là phải là bồ của bà bí ẩn thì mới ký trong phòng ngủ được. Chứ có ông luật sư nào mà đi làm việc trong phòng ngủ? Đúng không quý vị? Nói thì nó vô lý. Không có một ông luật sư nào mà làm việc trong phòng ngủ của bà hết á. Thấy không? Chỉ có thằng bồ của bà là người của bà thì mới trong phòng ngủ thôi. Để cho mọi người hiểu như vậy. Tao kêu mày đi lên thì mày trả lời tao không đâu, mày nói chuyện công chuyện thì công chuyện của mày. Mà mày trả lời với tao mày nói câu là mày đi lên phải đi hỏi mượn tiền này nè, mày chỉ đi lên đi suốt. Còn tao làm cái gì của Linh mà mày nói tao câu là làm ảnh hưởng mày để cho con gì cái tương lai hình của con Linh. Tao hỏi chầm công việc người ta mời tụi bay thì tụi bay phải đi lên, tụi bay mời người ta mời thì mình lên mình đi. Công chuyện này là công chuyện của ai? Đó, ta làm gì con Linh? Thì cô nói là cho con Linh đi du học. Du học đâu cô? Tao có nói là tao không nói nha. Con tao còn ở Sài Gòn học kia, tao tiền đâu mà tao đi cho đi du học. Đó, mà trong cái đó bà bí ẩn mà nói là tôi là tôi chắc chắn, tôi khẳng định tôi đưa con Linh đi du học ở nước ngoài, học luật nhá. Bởi vì mẹ nó đã bị oan như vậy, tôi đưa đi học luật. Giờ anh Vũ nói là giờ cô nói là cho con Linh đi du học. Giờ hồ sơ xong chưa cô bí ẩn? Bà nói tao đâu có lo cho con mày đi du học. Bây giờ em hỏi tất cả mọi người là lý do vì sao mà anh Vũ lại phải nói là bây giờ lên gặp cô ấy không có tiền không lên được. Bởi vì bà này là bà cứ lên là cứ phải 200 triệu, 300 triệu bà mới làm việc. Chứ anh Vũ cũng biết thừa rồi, cái tính bà này rồi. Đời nào thủa lên ký hợp đồng luật sư ký không quý vị? Nếu mà ký không là lần đầu tiên đâu có mất 200 triệu. Thấy không? Cô khôn cũng khôn vừa vừa thôi. Cô lấy ở đâu ra cô khôn dữ vậy? Cô còn nói là cô có tập đoàn 500 người toàn là bằng cao học. Cao học mà đi lừa đảo là người ta mới làm, mới người ta mới chết á. Cái người mà người ta không có học thức người ta lừa đảo thì được ít. Có cái người mà người ta có học mà đại học, cao học mà lừa thì mọi người sẽ mất nhiều lắm. Giống như là gia đình nhà chị Hà đó. Đó cũng là cái người mà gọi là giả danh như thức như bà. Thế là bà mới lừa được cái số tiền là 4 tỷ 530 triệu. Chứ gặp Hoàng Sáu đây làm sao mà lừa được, đúng không? Không chuyện của ai mà mày nói, tao có nói đó.
mày đi suốt mày lấy đồ ra đạp, mày không hỏi tao một tiếc gì, mày về nhà mày không nói một tiếc nữa, mày xách nguyên bắt đầu về. Mày biết công chuyện người ta mời như thế nào không mà mày nói tao như vậy? Công chuyện của người ta mời có cái gì đâu mà mời. Ủa em hỏi tất cả mọi người, bây giờ nếu mà làm cái đơn lên xong là người ta điều tra chứ có cái gì đâu mà mời. Người ta có mời thì người ta cũng phải có văn bản đàng hoàng chứ, ở đâu ra mà cái bục hồ sơ mà cứ người ta mời hoài à? Công an ở đâu người ta dẫn người ta đi mời bà làm việc hoài à, cô biết không? Đó thì con tính cũng nơi đâu ấy thì nữa con coi lại, tối con quẩn con coi mày lại coi, mày biết từ những cái gì bây giờ tao hỏi mày, người ta mời mày, mày biết từ những cái gì? Người ta không biết cái gì thì người ta biết bị cô lừa đấy, mà thực ra là cô cũng không biết cái gì đâu. Em hỏi tất cả mọi người là bà bí ẩn đấy, em cũng nói mọi người nha, cái vụ việc của chị Hà, vụ việc của Tất Xà Lan ấy, nó may làm sao mà nó còn chưa sáng tỏ. Nếu mà nó sáng tỏ rồi ấy hả, gia đình chị Hà còn mất nhiều nữa. Bởi vì sao mà bà bảo là đấy, nhờ có tôi lo mà cái vụ việc nó sáng tỏ là tất cả cộng đồng mạng là bị lừa, cả dân cả nước nó bị lừa. Bởi vì đấy, có tôi lo thế là nó sáng tỏ, là bà lấy cái công của cơ quan chức năng ấy, làm cái công của bà, là bà sẽ tiếp tục moi rất nhiều tiền, mà sẽ nhiều người sẽ bị lừa. Bởi vì sao? Bởi vì tin bà là có quen biết thật. Đây là cái vụ việc có bị sáng tỏ, em bây giờ em cũng mong làm sao là cái vụ việc nó chưa sáng tỏ đấy. Chứ nếu bây giờ nó sáng tỏ là bà biết ẩn mà nói là đấy, có tôi lo ngoài bộ, tôi lo ngoài cục nên nó sáng tỏ đấy, là bà lấy cái công của cơ quan chức năng để bà nhận cái công của bà quen biết, thì gia đình sẽ không thể nào không tin. Hàng triệu người dân chúng ta còn bị lừa, không đâu phải nguyên gia đình nhà chị Hà đâu. Mày biết người ta mời mày trong sự vụ này, công chuyện đây người ta căng dặn tao cái gì mày biết không? Mày biết không mà mày giỏi lắm, mày đi về mày lấy cái tàm vỏ mày đi về. Công an lại còn dặn căn dặn riêng cô bí ẩn nữa cả, mà trong khi đó cô bí ẩn chẳng là cái gì gia đình chị Hà cả. Bởi vì bây giờ người đốc đơn là Kim Linh, người làm đơn là anh Vũ, chứ cô là cái gì mà họ căn dặn riêng cô, đúng không? Mày không ngốc một câu gì trơn ha, tao nói cho mày biết nha. Nếu bây giờ mày tự ý mày muốn làm gì thì ok, tao không tham gia đi chuyện của mày nữa, tao trả lời dứt khoát luôn. Bây giờ tao không lo bắt cướp những gì nữa cho mày, tự mày, mày đã có gan rồi, mày tự mày nói tao những câu nói này được thì mày tự mày lấy giấy tờ mày về đi. Đó là giờ tao không lo cho mày nữa. Mà em hỏi tất cả mọi người, bà biết ẩn có lo gì không? Từ trước giờ không lo gì hết, mà bà hốt được 4 tỷ rồi, bây giờ bà chửi bà la cho đã cho anh Vũ tức, anh Vũ sẽ rút lui, thế là bà rút lui trong êm đẹp, lộc 4,5 tỷ trong ngon lành. Bà bảo tại mày nên tao không làm nữa, tao không lo nữa. Mà em hỏi tất cả mọi người, bà lo cái gì? Em nói tất cả mọi người nhá, nếu như bà mà có lo thật thì cũng không bao giờ đến cái mức đó, chứ đừng có nói là bà đi lừa đảo. Bởi vì em hỏi tất cả mọi người có cái gì đâu mà bây giờ sáng tỏ cái vụ việc mà mình gia đình mình đi kêu oan bị hại mà mất đến 4,5 tỷ, bây giờ gia đình còn cái gì nữa đâu mà mất quý vị. Gia đình bây giờ còn cơm không có mà ăn thì sáng tỏ làm cái gì, đúng không? Em nói tất cả mọi người là bà lừa bóng lừa vừa vừa thôi, bà để cho con người ta con đường sống chứ. Bà lừa người ta cái mức độ mà gọi là mất danh dự, mất uy tín, mất tất cả, mất tiền bạc, nợ đần tấm lông ấy. Bà dồn người ta mức đường cùng, cô biết không? Cô quá tàn nhẫn, cô biết không? Mày tự mày lấy giấy tờ mày về đi, mày nhớ kỹ những gì mày nói tao ngày hôm nay nha, mày nhớ nha. Thì cũng như ba cái giấy tờ đó thì cũng như trong cái bị của con thì con đem về con tham khảo lại, sợ lâu ngày quá 9-10 tháng thì con không có nhớ. Mày biết cái gì mà mày tham khảo? Không cần biết cái gì, nhưng cái bọc hồ sơ là của anh Vũ có quyền cầm về. Cái lý do gì mà một năm qua bà cứ giữ khư khư cái bọc hồ sơ? Bà cứ bảo là hồ sơ mật, tin mật, tin khẩn, là chuyện này là chuyện bí mật mà anh Vũ đem về là không có bất cứ cái thông tin hồ sơ nào mới nào cả. Mà nếu như anh Vũ không lấy cái hồ sơ đó về thì gia đình cứ tin tưởng là trong hồ sơ đó ngoài cục nó gửi về đấy, ngoài bộ nó gửi về, nhưng có bộ nào đâu, toàn là mấy ông đi bộ ông gửi về không à, chứ ông nào bộ cục nào gửi về, đúng không? Thì bởi vậy mày mà giờ gì kỳ không mà mày tham khảo, bởi không biết con mới coi lại coi nhớ ngày tháng coi sao rồi giấy tờ sao mày đi về. Thì chưa mày không hỏi tao mà mày tự tự ý tự xách cái đầu mày đi về rồi mày mà hỏi bà có cho đâu. À anh Vũ đó anh nói mấy lần rồi, anh Vũ đã nói là anh Vũ định đem về mấy lần mà không cho. Bà bảo bây giờ ngoài bộ nó gửi về là bây giờ tao phải soạn thảo, tao phải xem, mày biết cái gì mà mày đem về. Bây giờ anh Vũ cầm về là bắt đầu bà 1-2 là phải đem cho tao, bởi vì em biết rằng trong đó nó có mấy cái giấy tờ là nó lộ ra cái sự việc này là bà có thể đi hối lộ, đi lừa đảo đấy, nên là bà rất là sợ. Nhưng mà anh Vũ đã cất đi rồi, không bao giờ có lấy được nữa đâu cô biển ạ. Đó cho cô biết như vậy. Mày nói gì đó hả? Thì chưa kẹp lấy thì nữa là tối vậy con điện lại con ấy nói với bác hai chứ chưa kẹp lấy rồi mới có về tới cái bọp đó.
mày, tao nói để cho mày nghe nè, mày đừng có nói chuyện, mày đừng có nói cái giọng đó với tao. Tao nói mày, người ta mời mày, mày biết được những cái gì mà mày xách giấy tờ về bên đó mày làm mày chia, tao chưa kịp có bất cứ một điều gì hết với mày. Hai ngày nay mày lên tao dặn tao mất công công chuyện tao tùm lum hết trơn. Mày trả lời tao mà nói tao nói mày nói như vậy đó phải không? Bây giờ mày nói là tao làm bớt vậy mày hả? Tao làm bớt cái gì? Hả? Bà biết ẩn, bà hét em một cái mà em run cả người luôn quý vị. Mà không tưởng tượng được anh Vũ mà anh nghe trực tiếp như nào đâu quý vị. Bà hét há một cái là em nói chung là em nói mà em còn té ghế luôn á. Em tim đập thình thịch luôn quý vị, gần thở oxy luôn. Mà em hỏi tất cả mọi người có cái gì đâu quý vị. Nó chỉ là cái bộ hồ sơ. Mà cái bộ hồ sơ thì gia đình người ta là gia đình người bị hại, người ta là người đứng đơn, người ta hoàn toàn có quyền để xem. Và bà biết ẩn mà không cho. À bà giấu anh Vũ mà không cho anh Vũ xem vào cái hồ sơ đó. Để nói rằng là cái hồ sơ đó là tao đang làm, tao đang lo mày bộ á. Mà em hỏi tất cả mọi người là lo cho ai, hối lộ cho ai? Bây giờ nếu mà nói bà bí ẩn bà lo ấy là chỉ có đem tiền đi hối lộ thôi, chứ chả có cái gì mà lo ở đây cả. Bởi vì gia đình chị Kim Hà là đang nghi ngờ là con mình bị oan, họ đang đi kêu oan, đúng không? Chứ đâu có phải họ đi hối lộ. Mà bà bí ẩn đem đến 4 tỷ rưỡi đi, bây giờ bà cãi bay đó, mọi người thấy không? Mày lên nhà tao, tao bớt xử mày sao? Bây giờ mới tao làm khó làm dễ mày. Con đâu có nói bất hai làm khó làm dễ con gì đâu. Thì con nói cũng như thì con cháu có gì sai chặt thì bất hai nói, chứ có gì đâu mà ấy, bất hai ấy thì con cháu sửa lại. Chứ có biết sao đâu ấy, thì con tính tiếng đâu cũng nữa con về. Như lâu ngày tháng quá, 9-10 tháng con sợ quên ngày tháng rồi con lấy về. Có tối thì con chọn coi lại. Để cho mày nghe nè, cái ý của mày muốn ha. Nếu bây giờ cái ý mày muốn mày bắt càng cái ok. Mày ý của tụi mày muốn như thế nào tao cũng được chân, tới tao cũng mày đi về. Nghe ở đây là tao muốn có trách nhiệm để tao lo hoàn thành công việc cho gia đình nhà mày. Nghe không? Lừa nhưng mà vẫn không quên. Tao có trách nhiệm. Mà 11 tháng rồi. Không có cái gì hết, không có đơn tử, không có gì hết. Em hỏi tất cả mọi người, bây giờ cái hồ sơ đã gửi đi rồi. Thì còn mời cái gì nữa quý vị? Đó mà bà nói là bây giờ bộ nó gửi về, bây giờ hồ sơ đó là quan trọng, tuyệt mật. Anh Vũ đem ra có gì đâu quý vị? Toàn hồ sơ cũ không? Đó, em nói tất cả mọi người như vậy. Nhưng mà bây giờ mày tự ý, tự muốn, tự giác mà xách đồ mày đi về. Cái tư cách mày nó chỉ tao từ nãy giờ, tao bắt lỗi phải mày, tao bắt lỗi gì? Mày lên nhà tao, tao xử mày như thế nào? Trong hai ngày nay mày ở nhà tao ra sao? Mày nói tao là tao, mày nói mày lên nhà tao hai ngày nay, tao đối xử mày chưa? Còn đâu có nói lên hai ba ngày nay bắt chữ cho bắt hai nó chữ khó gì đâu, con đâu có nói. Tao làm khó mày. Mày có không? Mày mới có thì mày nói tao làm khó mày, tao đang phải lo nè. Có bao nhiêu người ngồi đây nè? Mày mới có thì là nói là hai ngày tao làm khó mày, tao làm khó mày gì? Còn đâu có. Chứng tỏ là có nhiều người ngồi đây nè, đúng không? Chứng tỏ là cái vụ lừa đảo nó có nhiều người lắm. À, bao nhiêu người ngồi đây này là họ biết hết. Họ biết là anh Vũ là bị lừa hết. Đúng không? Chứ không đâu phải là một mình cái anh chồng của bà này. Đó, anh nói tất cả mọi người đây là cái vụ là có tổ chức, có kịch bản. Chứ đâu không phải là một cái vụ việc bình thường đâu quý vị. Có nói hai ba ngày nay làm khó, con nói vụ ba cái giấy tờ kìa, có gì thì bất hai nói chứ có gì đâu mà ấy. Thì cũng như con sợ con quên ngày tháng rồi, lỡ người ta có mời thì con tham khảo con trả lời với người ta. Tao nói cho mày biết một điều ha, tao nói để cho mày biết một điều nè. Dù có xích ra mười vàng ha, tao nói mày nha. Tao dù cái tích tao thế nào, tao có la gầy, tao có chữ mắt tao nói như thế nào chăng nữa. Nhưng cái công chuyện này tao đã nói từ đầu tới lúc rồi. Là tao không bao giờ tao bỏ qua vụ này, tao vẫn cố gắng để tao lo như thế nào tao ra lại á. Bà bản thân mày đi về, ví dụ như bây giờ ít ra mày phải nói xong tiếng rồi bất ai à. Hồ sơ này bất ai có cần gì không, con đem hồ sơ này con đem về. Cái con soạn thảo hay là ABCD mày không biết tiếng nào. Mày thúc mày xích bọc nhau mày bỏ mày đi về rồi mày nói tao làm khó mày hả? Hai ba ngày nay mày lên gia đình tao đất xử mày nào mà mày nói tao hai ngày nay tao làm khó vậy mày? Ai con không có nói hai ba ngày nay ở chảnh bất hai làm khó à. Con nói cũng như con xách ba giấy tờ về. Mày nói là hai ba ngày nay á. Cái hồ sơ đó thì cũng như là con thì đi mặn hoài, con hay quên nữa, chứ lại rồi ngày tháng cũng đâu có nhớ. Tính nãy về ban đêm có quẩn ở không thì chọn lại thì chọn lại coi nhớ người ta có mời mình đó thì biết đường đâu ấy. Bây giờ tao nói với mày nè, con người của mày mày kỳ cục lắm chứ không phải là con người mày dạng bình thường. Vừa được nhận tiền mà lại vừa được chửi người ta nữa, phải không? Nói chuyện toàn tao với mày chửi xối xả lên mặt. Mà trong khi đó cái hồ sơ nó có gì đâu, nó có gì bí mật mà con phải giấu? Con sợ người ta biết bí mật con mới phải giấu. Mà con được chửi đúng quý vị. Em nói mọi người là đã đau mất con, mất em. Mà là còn thêm cái bà này lừa gạt, lừa đảo. Quý vị thấy không? Đấy là quá tàn nhẫn chứ gì quý vị. Bà đâu phải con người đâu quý vị. Tao nói chứ mày con người mày kỳ thôi đó.
nguyên cái bộ hồ sơ mày muốn xách về đi chăng nữa mày phải nói tao tới hồi bất hai à. Bây giờ cái bộ hồ sơ này nè, con xách về nhà đặng mà con có làm gì ABCD, mày biết những cái bộ hồ sơ này đây là những cái tư liệu tao đang cần để tao viết lại tất cả nội dung trong cái bản tường trình để cho mày với cô Linh học. Học làm gì cô biết ảnh? 11 tháng rồi chả biết cái gì hết mà cô lại phải viết cái bản tường trình để cho anh Vũ kêu lên đi học. Cô học làm cái gì? Học xong rồi lại tiếp tục bơm tiền cho cô. Kịch bản tiếp theo đã sắp chuẩn bị xuất hiện. Bây giờ ra ngoài cục rồi à, là bây giờ mày phải học thuộc cái này. Mày ra mày nói thêm 5 tỷ nữa thì em hỏi tất cả mọi người, chứ bây giờ ra đừng cái quần không có để mặc luôn á. Cứ nghe theo bà Bí ẩn là cái quần có để mặc luôn đó quý vị, chứ đừng nói là cơm để ăn. Mày muốn lấy gì mày phải hỏi tao. Còn mày tự ý mày lên mày sắc bọc về mày không nói không gần chân. Bây giờ mày nói tao ha, ngày tao làm khó dễ mày ha. Thì có gì ấy thì có gì ấy thì con xách lên đợi, chứ có gì đâu. Thì bên hai ấy thì muốn cặn thì con xách lên đợi. Mày nói chuyện tao thì chứ mày, bây giờ tao nói thẳng với mày luôn, ý của mày, mày muốn gì thì mày nói mẹ nó câu đi. Còn tao nè, tao nói cho mày biết nè, tao chưa biết thành khó dễ mày nha. Tao hai ngày nay tao dặn mày là thật sự nha, nhưng chưa bao giờ mà tao bỏ ngang nha. Về điều cuối cùng tao vẫn còn ra chức từ, tao vẫn kêu gọi với đứa nào tao giảm tiện cho anh Long ghét nhà lấy giùm cho em. Tại vì rất global công chuyện, không có con Linh lên không có chủ quyền, em để lại nhà anh cho anh ghét lấy giùm em. Tao bản thân tao dù tao cũng chẳng cỡ nào tao vẫn làm, mà mày đốt thử tao mày nói chuyện tao vậy đó. Trời ơi, bởi vì con cháu còn nói có gì đâu mà mãi mày nói tao là bây giờ như là ba cái giấy tờ đó nhà tao nha. Tao nói mày như thế nào những cần tao la vậy mày, nhưng mà tao la vậy mày, tao la đúng hay tao la sai? Tao hỏi chứ bây giờ cái công việc này là công việc của tụi mày, của gia đình mày. Bây giờ tao á đứng ra nha, tao chạy vậy tao lo đủ thứ mọi chuyện. Ví dụ như bây giờ tao có la vậy tụi bay ha, ví dụ giờ người ta gọi điện mình, tao mời mình lên, mình phải nhất chút thời gian để mình lên mình đi coi. Mà em hỏi tất cả mọi người, ai mời mình, ai mời cô? Không có ai mời hết, mà bà cứ vẽ là ngoài cục ngoài bộ mời, các bác mời, mà anh Vũ cứ đi miết. Em nói tất cả mọi người, cứ lên Cần Thơ lên thành phố là bắt đầu thuê khách sạn ở 2 ngày xong về, ra Hà Nội thuê khách sạn 2 ngày ở xong lại về. Các bác đang đi họp rồi, bận rồi, hồ sơ sai rồi, thôi đi về. Vậy chứ còn em nói tất cả mọi người vậy thôi, mà bà kiếm 4 tỷ 530 triệu. Các bạn, em nói mọi người đâu, vừa được lấy tiền vừa được chửi người ta, nhục mạ người ta nữa. Em nói mọi người là không có ai mà bằng cái bà Bí ẩn này, nếu mà về cái vấn đề là mất đạo đức, lươn lẹo, tàn nhẫn, đúng không quý vị? Thế là quý vị khán giả có thể góp ý với video ủng hộ giúp em. Em sẽ tiếp tục cập nhật cái thông tin mới nhất để có thể cung cấp cho tất cả mọi người cùng xem, để xem bà Bí ẩn này bà diễn đến đâu quý vị nha. Xem bà diễn đến đâu, diễn đến khi nào. Rồi, chào tất cả mọi người nha.